Xin chào mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cám cho chim. Thì để làm cám thì mình chuẩn bị một số cái dụng cụ sau: một chén gạo, ở đây gạo trắng nha, tại vì chim mình không nhiều nên mình làm một chén là vừa đủ ăn. 8 quả trứng gà, đây là gà công nghiệp. Nếu các bạn mà có trứng gà ta thì các bạn lấy trứng gà ta nha, tại vì mình không có trứng gà công nghiệp thì mình lấy đỡ trứng gà ta. Một củ cà rốt, một ít bí đỏ thôi nha, cái này một trái nhưng mà mình lấy một ít thôi, không có lấy nhiều. Một cái củ tỏi nè, cộng với một chén Niger, hạt Niger rất là tốt nha. Gạo này tí nữa mình sẽ rang. Thì ở trong gà rốt á, nó có chất gọi là carotin, rất tốt cho sắc tố của chim, đặc biệt là những con chim có sắc tố đỏ, nên người ta hay cho chim hồng yến ăn gà rốt là vậy. Còn bí đỏ thì nó khá là tốt cho gan thận cũng như là cái hệ tiêu hóa cho chim. Tỏi thì nó sẽ tốt cho cái giải độc tố nên là mình sẽ cần một ít tỏi. Gạo bắt đầu thì mình sẽ xay rang cho nó vàng đi mọi người. Mình nhớ hồi xưa mình hay kiểu như là gạo mình hay xay rang rang đi cho nó vàng đi, và mình bỏ một ít trứng, lòng trứng đỏ cho rang vô để cho mà cho chim trồng màu. Những con chim trầu màu mà kiểu như là nó đang thay lông hoặc là nó đang sung á, mình cho ăn cái cám nó khá là cám, mà gạo với trứng này khá là tốt luôn. Chim hót rá xôi già viết số luôn. Hồi xưa mấy ông chú mình cũng hay làm như vậy đó, cám gạo này. Hồi xưa cám ít có mọi người, đa số là mọi người làm tự làm cho chim ăn thôi. Nè mọi người, gạo nó vàng rồi nè, nó vàng cỡ này là được rồi. Thì mình sẽ lấy một ít lòng đỏ đó, mình bỏ vào và mình rang rang lên và cho chim vào màu ăn. Này là dân miền Trung hay làm lắm, mà không biết bây giờ còn làm không. Hồi xưa toàn làm như thế này cho chim vào màu ăn không thôi à. Để mà rang gạo thì mọi người để nhỏ lửa thôi nha, không cần để nhiều lớn nữa đâu. Nó rang cho nó vàng vàng cái này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy trứng ra và mình sẽ đập lấy một ít cái lòng đỏ thôi, còn lòng trắng thì không 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 nhất thiết phải lấy đâu. Nếu mà cảm giác mà nước nó ít quá, trứng nó ít quá thì lấy một ít cái lòng đỏ, là lòng trắng cũng không sao cả nha. Ồ, cái trứng này thứ thứ hai cái trứng luôn, hai cái lòng đỏ luôn nè, nó dính một ít cái lòng trắng cũng sao nha mọi người, không cần thiết phải lấy đỏ hay đâu. Nè đỏ nè, trứng nó cần đỏ thì khi mình làm cám á, ra nó sẽ đẹp hơn. Cái vỏ này tí nữa mình sẽ làm sau nha mọi người. Sau khi mà mình lấy lòng đỏ ra rồi thì mình sẽ đánh đánh cho nó tan đi, quậy quậy thật đều nha mọi người, tại vì nó có một ít lòng trắng á. Nếu mà nó ít quá thì mọi người có thể lấy một ít cái lòng trắng này đổ qua cho nó nhiều thêm lòng đỏ một chút, nó cũng không sao cả. Còn đây là vỏ trứng này, vỏ trứng tí nữa mình sẽ xay và trộn chung vào với cái lòng đỏ cho chim luôn. Các bạn cũng có thể lấy khoáng ở ngoài cũng được, nhưng mà mình tiết kiệm mình chơi luôn cái vỏ này luôn. Gạo mình đã rang rồi nè, bí đỏ thì mình cũng đã sắc sắc nhỏ thôi mọi người, sắc đừng có to lắm. Cà rốt nè, nhưng mà sắc to quá tí nó xay nó có nước đó, nó khó xay thôi. Hạt laser, vỏ trứng tí nó mình xay mình trộn chung vô luôn. Mình nhớ là mười mấy năm trước đó, khoảng mà hai hai ngàn lấy mấy 2003 2001 2002 gì đó mình cũng không nhớ lắm, nhưng mà khoảng mười mấy năm đó thì dân miền Trung nuôi chim yến hót mà dạng yến ta bây giờ đó hơi bị nhiều đó mọi người.
Lúc đó thì mình nhớ là nhỏ nhỏ xíu thôi, nhưng mà ông chú mình có đem một con yến ta về, hình như hồi đó hình như có chú màu vàng hay sao mình cũng nhớ lắm, nhưng mình nhớ con máu là chỉ có màu vàng. Suốt ngày ông chỉ làm cám cho chim ăn, hồi đó làm thì chỉ có lấy gạo và trứng thôi, và đặc biệt là lúc nào trong cái lồng cũng vậy, lúc nào cũng có một cái lăng mực với mấy cọng rau xà lách. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ xay cái gạo này ra. Gạo mà đã vàng như thế này thì khi mình làm ra cám thì nó rất là đẹp luôn. Mình xay không cần phải nhuyễn lắm đâu, tại vì mình còn công đoạn làm nhuyễn nữa nên mình xay một lần thôi, không cần xay hai ba lần. Nó ra bột này mọi người, đó. Xay một lần thôi nhưng mà nó cũng hơi mịn mịn rồi. Chứ mình xay hai ba lần thì nó mịn cũng không làm gì hết cả. Từ từ mình sẽ xay mịn xong. Bây giờ thì mình đổ vào cho trong cái lòng đỏ này luôn. Cái vỏ này mình cũng xay luôn nha mọi người. Canxi rất là nhiều luôn, rất là tốt cho chim sinh sản luôn á. Nên là mình xay ra, trộn chung đi luôn. Cái này là cà rốt nè, cà rốt mình xay ra. Mình không cần xay nhiều lắm đâu, mình xay vừa vừa cũng được, tại vì mình còn công đoạn xay nữa. Thêm một ít tỏi nha. Nè, mình xay ra rồi nè. Nó hơi ướt ướt á, tại vì cà rốt mà nó có nước mà. Giờ tới bí đỏ. Thêm một ít tỏi nữa. Bí đỏ mình cũng xắt cho nhỏ thôi nha. Sau khi xay ra nè mọi người, mình đổ chung vào luôn trong tô này luôn. Đây là hạt thi sơ, mình xay nó không được nhuyễn lắm. Một muỗng muối nha mọi người, muối hột đó. Đây là mật ong nha mọi người, hai muỗng mật ong. Bây giờ thì mình sẽ đánh đều cho nó hòa lẫn vào nhau, cho nó đều nha mọi người. Này giống như ăn sinh tố vậy đó, thơm lắm mọi người. Nếu mà mọi người mà làm đó, nó thơm lắm. Thêm đá nữa là ăn là được luôn á. Ok, thì mình sẽ quậy cho nó đều nè. Bây giờ thì mình sẽ hấp, tại vì mình không có lò vi sóng á, nên mình sẽ hấp. Hấp này nó hơi bị lâu á, mình hấp có hai lần. Lần đầu thì mình hấp nó khoảng gần một tiếng đồng hồ. Cái này có nước nha mọi người, đổ nước vào hấp chứ không nó cháy á. Mình để lửa riu riu thôi, không cần phải lửa mạnh lắm đâu. Này mình hấp đây, màu nó không được đẹp, tại vì nó chín rồi màu không đẹp. Ở phía trên thì nó sẽ có cứng cứng, nhưng phía dưới phía trong thì thật ra nhiều khi nó cũng còn mềm á, nên các bạn lấy cái dao á, các bạn cắt ra, cắt nhiều ra, tại vì phía dưới nó còn ướt á, nên mình hấp cho nó phía dưới nó khô luôn. Đó, phía dưới nè, phía dưới nó còn hơi ướt nè, mình nảy lên rồi mình cho nó cho mấy cái dưới nó lòi lên trên, để mình hấp thêm một lần nữa cho nó khô. Nè, sau khi mà mình hấp xong thì mình sẽ đổ vào một cái khay nào đó, rồi mình phơi ngoài nắng. Nếu mà có nắng thì các bạn phơi mấy tiếng đồng hồ cho nó khô, đợi nó khô bớt đi, tại vì nhiều khi là các bạn hấp nó còn ướt á, nên các bạn phơi khô cho nó bóp cho mấy cái to nó nát ra. Tí nữa mình rang lại một lần nữa là ok. Xong rồi nè, bây giờ mình rang lại. Mình rang lại tại vì nó cám nó còn ướt á, phơi thì hơi lâu, nên mình rang lại cho nó khô. Lửa nhỏ thôi mọi người.
Rồi không cần lớn đâu, nhỏ nhỏ riu riu rồi mình đảo qua đảo lại. Sau khi mình rang rồi thì mình sẽ lấy ra và mình xay lại. Cái lần này là lần quan trọng nè. Đây mình sẽ xay 2-3 lần cho nó nhuyễn ra. Xay kỹ nha mọi người, miếng nó ít ăn hạt to lắm, nó chỉ ăn cái loại mịn mịn thôi, nên là xay kỹ là vào. Sau khi mình xay rồi nè, đó, màu vàng như thế này nè, nó có hơi đen đen là do mấy hạt laser nha mọi người, hạt laser nó làm cho cám nó hơi đen đen đó nha. Sau khi mà mình xay rồi thì mình sẽ, nếu mà các bạn muốn để lâu á, thì ở ngoài nắng trong mấy tiếng đồng hồ nữa thì mình bỏ vô hộp thì nó sẽ để lâu hơn. Các bạn bỏ thêm một ít cái bịch hút ẩm nữa để cho cám nó không bị mốc. Này mình trộn thêm hạt laser nữa, tại vì nhiều con yến nó chưa biết ăn cám hay là nó không quen á, với mùi vị lạ thì mình trộn hạt laser hoặc là một số hạt cho nó ăn để cho nó quen, chứ không phải ăn chim yến nào cũng biết ăn cám đâu nha mọi người. Ok thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình, hẹn mọi người ở một video tiếp theo.